Xin chào các bạn. Thưa các bạn, là chưa bao giờ các bạn mua một bộ âm thanh nghe nhạc hát karaoke mà lại mới, mà lại hay, mà lại rẻ đến như thế. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy bởi vì một cái cấu hình bộ âm thanh Ampli tích hợp 3 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, vừa có micro, có dây. Bộ âm thanh này gồm cấu hình có một cái Ampli của hãng Boston Mỹ, hàng mới 100%, mang ký hiệu KT250. Và cái âm ly này hiện nay đang bán mới là giá là 8 triệu. Chúng tôi bán thanh lý còn 5 triệu. Chiếc loa này chúng tôi bán là 4 triệu, thanh lý còn 3 triệu. Và đặc biệt là có một chiếc loa súp giá 8 triệu, bán thanh lý còn 5 triệu. Bộ âm thanh này đã bao gồm kèm theo một đôi mic Supu có dây. Tổng bộ âm thanh này chúng tôi bán giá niêm yết là 20 triệu 500. Và nay chúng tôi bán thanh lý chỉ còn có 13 triệu 500. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với chúng tôi để chúng tôi ship hàng cho các bạn. Và cam kết với các bạn đây là những cái hàng mới chất lượng rất là cao. Đầu năm chúng tôi dọn kho để bán. Bạn nào có nhu cầu vừa phải với cái không gian gia đình nhỏ nhỏ, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke là rất là hay. Sở dĩ mà nó hát karaoke được bởi vì chúng nó liên kết với đường cáp quang từ TV xuống đây. Sau đó rồi nó lại bắt được Bluetooth để các bạn lấy nguồn nhạc từ điện thoại. Cho nên là chỉ cần mua một chiếc ampli này thôi mà không cần phải mua thêm đầu CD. Và đây cũng là một cái xu hướng chơi của những năm gần đây. Ngay sau đây để có thêm thông tin cho các bạn thì cậu em nó sẽ hát một bài cho các bạn nghe. Và lưu ý các bạn, đây là giá đã bán và không bao gồm phí vận chuyển nha. Anh nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Giờ phút vâng, thưa các bạn, Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video giới thiệu và bán thanh lý bộ âm thanh giá 20 triệu 500 còn 13 triệu 600. Nếu mà trong trường hợp các bạn mà muốn nghe hát nó được nhiều loa hát hơn thì các bạn có thể liên hệ với Khang Audio để mua thêm cái loa như thế này để treo lên bốn góc nhà nhà mình cho nó tiện các bạn nhé. Tôi vẫn còn một đôi nữa. Thì đấy, trong trường hợp các bạn muốn mua thêm thì giá nó sẽ cộng thêm 3 triệu một đôi loa này nữa để thành hai đôi loa chơi với một chiếc ampli này. Cứ chập đôi vào màu ánh, thoải mái, cực hay luôn, không bao giờ hỏng. Và độ bền nó rất cao, âm thanh nó rất đẹp. Khang Audio xin cảm ơn các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.